Colombia. Đẹp luôn. Angola mày ăn. Cà phê này thì thử bia này. Chọn vô cà phê đi uống. Rồi lúa mạch về ngủ. Là bóng giải bóng đá xong rồi hết rồi. Kinh tố lúa mạch à? Đổi Hambu, đổi anh em nhà mình giải tư. Đấy, sở giải tư là cũng là rất là vinh dự rồi. Tại vì rất là nhiều đổi tranh đấu với đá với nhau mà. Bây giờ giải tư như thế là ok lắm rồi. Tại vì dân mình, anh em mình là dân văn phòng. Đấy. Không phải là dân chuyên nghiệp. Không phải dân chăm chỗ. Đây, gọi sinh tố lúa mạch này các bạn này. Đấy. Có ai không? Gọi ba cốc sinh tố lúa mạch. Đấy. Rồi, bên cá to thế. Sao? Này, cá to nhờ. Đấy, giải tư khác đấy là giải nhất đấy. Thì còn ăn nhiều nữa. Ê, để ra chiều. Úi giời. Đấy. Đấy, đội quân Huambu nhà mình may mà đá giải tư ấy nhỉ, hôm nay được giải tư ấy chị nhỉ. Đấy, giải tư mà con cá này hay là khoảng 20 cân này các bạn này. Đấy, nếu mà giải nhất thì con cá nó phải bằng cái bàn này. Đấy, chủ tịch uy tín lắm, giải tư mà gọi em cá to thế. Đấy, giải nhất thì không biết thế nào. Tự ăn liên hoan thôi. Thắng thua chưa biết mà cứ ăn cái đó để mà sống cái đã. Tôm hùm này phải bằng cái đĩa. Đấy, hôm nay anh em được giải tư nên ăn uống gọi là đạm bạc tí, anh em thông cảm. Thế giải nhất thì ăn uống khác ngay. Vào trên cơm ấy. Tao đấy. Không phải là không 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 uống. Anh vừa giờ anh mà uống anh ngủ luôn đi. Được rồi. 50 à? Uống ngon đấy. Mình là ban huấn luyện nên rồi. Uống sinh tố lúa mạch chay. Chào mọi người. Giải tư đâm ra là anh em ăn uống đạm bạc hơn một chút. Cá này, tôm hùm này, hải sản này. Ôm anh nhầm à? Ôi mày đâu ấy? Ôi mày mang nhầm bàn. Tí nữa thì vớ được con cá to à? Cái là mình mà. Mang nhầm bàn. Tí nữa thì vớ được con cá to à? Mang nhầm. Mang nhầm đi. Em mình nó vào vì đi đường khá xa nên có mấy anh em đại diện đi đấy các bạn. Còn mọi người bận cả. Chào mọi người, chào thư sinh. Thực ra thì anh em mình đá ở dưới đấy cũng tổ chức giải nhiều rồi. Còn là mọi người cộng đồng ở đây cả năm mới tổ chức được một giải, cho nên là phải để cho mọi người đá để rất là may mắn và vinh dự. Năm nay là thì mình giành giải thứ sau sự cố gắng của anh em các cầu thủ cũng như ban huấn luyện thì đội mình là được giải tư nha các bạn. Được giải tư huy chương nói chung là chẳng FC Vĩnh Phúc là giải ba các bạn. FC Vĩnh Phúc giải ba giải tư đó. Món đi ba cốc. Đội mình giải được giải tư qua cua. Mua trọng tài nhưng vẫn được giải tư vì có bốn đội đá thôi. Bốn đội đá thôi, khổ quá. Cứ hỏi cặn kia. Mua rồi mà có bốn đội đá. Huy chương sắt. Bốn đội đá, đội anh em mình giải tư. À. Thế là mình được cái giải gì đấy, cầu thủ cái gì anh Hòa đâu rồi? Vua bàn thắng. À, vua phá lưới. Cầu thủ xuất sắc nữa. Cầu thủ xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc nhất. Thủ môn xuất sắc nhất. Vì thua nhiều quá, thủ môn đỡ được nhiều quá. Nếu mà không cho đội mình cái giải gì là thống nhất là sang năm anh em không tham dự nữa. Nên là ban tổ chức là cho hai giải, một giải là phong cách, giải phong cách đúng rồi, không cãi nhau, ba giải phong ba cách. Đội kia thì mỗi đội một giải, giải nhất, giải nhì, giải ba. Đội mình giải tư thì nhận ba giải phong cách.
Em đang ngủ. Nói đi. Được giải đúng rồi, giải Family. Family. Đấy là hôm nay Quang Linh chưa vào ấy. Đấy quay cho đúng rồi cho anh ngợi tí. Đây. Đây. Có đơn yêu cầu. anh có đơn yêu cầu. Quay anh đi. Đơn yêu cầu. Anh nào chưa vợ? Đấy ông anh mình đấy chưa vợ? Sinh năm 1982. Năm nay không có gì thay đổi nữa. 42 tuổi rồi, cả thường vụ là 43. Chưa phải nhìn văn vai. Đã làm gì đến? Zin thì zin. Đấy phong cách. Ai nghe bên đây giải tư đây. Giải tư mà tôm cỡ cả con. Cá cả con như mà tổ. Tôm cá. Tôm cá. Mỗi đồi cá bê nhầm bàn không phải bàn mình. Ôi trời. À đâu cũng bàn mình nhưng mà hơi sống nướng lại. À thế à. Tôm là cá con. Đấy đội nhà đấy. 43 tuổi. 43 tuổi. Sau à, chủ tịch Hòa đâu biết rồi. À, chủ tịch ấy đang quay dài tí chứ. Đấy. Đấy. Đang bước. Em đây là chiều đi. Cái con dàn di văn ngày xưa nó xấu chứ đấy, anh Giai chủ tịch chu đáo lắm. Ô con gá đâu anh, nhầm bàn à? Cá sống mang ra đi à, thế em lại cho nó nhầm bàn. Dạ dạ kiếm tiền à, ra live stream, ra live stream ngon chưa? Ui ủa đông lắm, đông người xem lắm, mấy nghìn người mà, mấy nghìn người, 2400 người. Thế mà em đi tắm ra tắm á? Đang ăn mà tắm gì? Đang xin cái tắm à, xin cái tắm. Con cá to đâu nhỉ? Con cá to đi, cá chưa dài hả? Nhầm bàn thôi anh em mình ăn đi. Đấy, đấy. Cứ ăn đi rồi anh em mình nghèo thì nghèo vẫn phải cho ăn đi bộ đội. À đây các bạn nhận ra chị bảo chị bán bún này. Ôi ôi đấy đúng rồi đấy, các bạn ở kia có phải chị bán bún không này? À đúng rồi, chị bán bún đây, Ngọc Hoàng Hồ đây. Đúng rồi, hiện nay là Ngọc Hoàng Hồ vẫn chưa có nghỉ đâu. Ăn đây thì ăn tâm nhưng mà chị là tâm làm lấy yêu của anh Hòa đấy, tên đầy đủ đồng minh là anh Tâm không cái tên anh này để cái gì đó.